Hello, Tống Phương xin chào quý vị và các bạn ha. Hôm nay mình cũng đến địa điểm vườn quýt hồng của anh Út Hớn để tham quan là quý vị và các bạn. Thì địa chỉ để mình đọc cho quý vị nghe ha. Thì đây là ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, Lợi Dung, Đồng Tháp quý vị và các bạn. Thì mời quý vị và các bạn vô vườn quýt anh Út Hớn để tham quan cùng mình ha. Đó, địa chỉ đó quý vị và các bạn. Thì đây mình cũng bước vô trong quán, thì trước cửa cũng có cái hồ nuôi cá quý vị và các bạn. Cái lời quay mình nó lưới nó nhuyễn quá, quay không chỗ chứ các bạn thấy mà mờ. Đây mấy chậu hoa trước trang trí quý vị và các bạn. Khách du lịch đến thì nghỉ ngơi uống nước, ăn uống đồ thì cũng có ở đây luôn quý vị và các bạn. Đây là trần bì nè, mình cũng mới ăn nãy giờ thì nó cũng mùi vị nó theo các bạn ơi, ăn thông cổ mà không. Dạ. Nó cái bọc quay thấy không rõ cái gì các bạn. Này người ta làm trần bì nữa các bạn ơi, ăn the lắm, thông cổ à. Đây thì cổng vô vườn quý vị các bạn. Mời quý vị và các bạn tham quan cùng mình ha, vườn quýt hồng quý vị và các bạn. Vườn này nghe nói có mười mấy công quý vị các bạn. Cầu thấy ớn không quý vị các bạn, trái lèn trên cây cho quý vị các bạn. Vườn này thì nó hơi già quý vị các bạn, cây cao lắm, trái nhiều lắm. Để mình vô vườn tơ mình quay mấy cây gần gần nó quay dễ nhìn các bạn ơi. Cái vườn này ra nó cao gì nó lên quá thước, nó mới thước cho lộn nha quý vị các bạn, nó mấy chục thước rồi từ dinh đọt xuống dưới năm sáu thước, nó mấy chục thước quá đáng. Quẹn cây thấp thấp là dễ xem mấy bạn ơi, cây cao quá trống còn miếng tơ trái dữ lắm, mà để mình vô mình quay miếng tơ các bạn. Quay miếng này miếng già nó trái trên cao dòm mỗi cổ quá quý vị các bạn, trái trên cao không à, cây lâu năm mà nó cao quý vị các bạn à. Gốc chà vá lửa luôn, bờ bên đó trái cục cục luôn các bạn ơi, cây chổi len luôn à. Chổi lèn luôn, trái chín hết trơn rồi các bạn ơi. Bạn thấy trái ớn không, chùm mà chùm không, chùm quýt đẹp hết biết các bạn ơi. Cây trái thưa mà trái bự các bạn ơi. Đây mình loại qua cái vườn tơ hơn vườn trong các bạn ơi. Cây thì nó lùng lùng. Cái này chín trơn rồi các vị các bạn ơi. Trái đỏ chặt trơn. Này vô trong đây cây thấp thấp mà quay cho bạn xem dễ ha. Cái cây này thì trái này quýt đường các bạn ơi. Nói như trái này quýt đường màu khác hơn. Còn này quýt tiêu nữa các bạn.
Cây quýt đường chà bá lửa. Rồi quýt tiêu mà trồng chen quýt đường đó các bạn. Đường cháy quá cháy mọi người. Đường cháy cho bá lửa không à. Chín luôn à. Ngày hai bán được, làm sao không chịu bán ta. Này thì có cái khu mà để bẻ, ví dụ bẻ ra tính tiền là 50.000 ký của gì các bạn. Ai muốn bẻ đem gì thì ra căn mà tính tiền. Còn mình thì đây tham quan quay cho quý vị xem cây trái trong vườn thôi chứ mình không có bẻ quý vị à. Chùm 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 luôn bạn ơi, chá nắng. Mặt trời quay trăng. Giảm thấy mê không các bạn. Này thì mấy năm trước thì nó trái dữ lắm nha quý vị các bạn. Bây giờ cây cũng hơi xuống chút. Trái cũng có nhiều thiệt mà không bằng hồi xưa. Không bằng năm rồi với mấy năm trước. Trái thì mời chùm chùm các bạn ơi. Trong kia ông bà quýt đường vô mà quýt đường trái nó lạnh á. Cây nào với cây nấy. Có cam luôn cái gì các bạn à. Cam đã chín luôn à. Nó cây lùng lùng này, quýt đường nó dữ vậy bạn, cái trên cao đây này, quýt hồng. Mình đó mấy mộ của ông bà. Quýt đường cháy. Có cục chứ các bạn ơi. Chèn một đường như đây cũng có lý quá các bạn, cháy quá cháy, cái nào này cháy quá. Đường cháy xà 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 nhìn mất mơ các bạn ơi. Đây cây quýt hồng. Hết biết cây quýt đường này nó bự à. Bự cháy. Nhóc chân bạn ơi. Đường này đã chín dữ lắm, chín rồi. Này là bẻ để tới Tết chín dữ à. Trái luôn. Mình đi có bờ xuôi á là chắc đây là giáp luôn mấy bạn ơi. Cái quýt đường mấy bạn thấy trái bành bành chín như lắm, chín giáp bờ mấy bạn ơi.
bờ xuôi mình đi vườn tơ này nó giáp luôn tới Hàng Gào luôn. Ngoài kia thì miếng này nó trồng còn nhỏ khoảng à. Ngồi trong này mình đảo một vòng đi vô kết thúc của giáo không quý vị và các bạn. Đây thì địa điểm Úc Hơn đó quý vị, khu du lịch điểm tham quan Quýt Hồng đó quý vị các bạn. Thì vườn bây giờ thì cũng trồng chen vô quýt đường đủ thứ gì các bạn, nó không có gặt như nó không có gặt quýt tiêu quýt đường à. Cây này trái lạnh xương. Bây giờ trái nóng mà. Cây này trái ốc nổi chứ. Sớm giờ Tống Phương cũng qua vòng vòng vườn này mà nó mười mấy công lận mấy bạn ơi, đi không giáp các bạn ơi. Thì mình đi cái bờ xuôi thì cũng chỗ ở chỗ này, mình đi cái bờ này vô nhà quý vị và các bạn à. Thì clip tới đây thì mình cũng xin kết thúc quý vị và các bạn. Tống Phương xin chào quý vị và các bạn, hẹn lại clip kế tiếp quý vị và các bạn. Rồi anh em cô bác nào vô clip Tống Phương xem, nếu thấy thích thì bấm đăng ký, nhấn chuông các bên nhận được video mới nha quý vị và các bạn. Rồi xin chào quý vị và các bạn, hẹn lại clip kế tiếp quý vị và các bạn ơi.